Cảnh sát hỏi một nghi can. Đang đêm hôm anh mò vào nhà người khác làm gì? Chung cư mới xây, nhà thì giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm chứ có gì đâu. Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi thấy bà này bước ra? À, tại tôi tưởng đấy là bà vợ tôi. Hai tên trộm định đào ngách vào trộm một nhà nọ. Không may chủ nhà còn thức nghe động liền hỏi. Ai? Tên trộm thứ nhất bèn giả tiếng mèo kêu. Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm nằm xuống. Chẳng ngờ một lúc sau tên thứ hai lại gây tiếng động mạnh hơn làm chủ nhà bật dậy hẳn quát to. Ai? Tên trộm thứ hai bèn nói. Lại một con mèo khác ấy mà thưa ông. Một người nọ vừa nhận công việc sơn giải phân cách trên đường cao tốc. Ngày đầu tiên anh ta sơn được 10 km. Ngày hôm sau chỉ sơn được 7 km. Ông chủ nghĩ rằng anh ta mệt nên cho nghỉ một ngày. Ai ngờ sau đó anh ta cũng chỉ sơn được 5 km. Ông chủ gọi anh ta tới hỏi. Có chuyện gì thế? Sao càng ngày năng suất của anh càng giảm vậy? Có thế mà ông cũng không biết à? Đơn giản là càng ngày tôi càng đi xa cái thùng sơn hơn chứ sao? Năm 2020, một công ty du lịch đã thành công trong việc phát triển đưa khách du lịch lên sao Hỏa tham quan. Một người Việt Nam lúc trở về trái đất được các hãng thông tấn phỏng vấn. Xin anh cho biết trên sao Hỏa có gì thú vị? Ôi, nói chung là không có gì thú vị cả. Tôi hỏi tìm mua thuốc Lào mà không có chỗ nào bán. Vợ và bồ theo quan niệm của ông nội. Cháu trai hỏi ông nội. Ông ơi, giữa vợ và bồ có cái gì khác không ạ? Sau vài phút suy nghĩ, ông nội mới trả lời như sau. Nè cháu, vợ cũng như cái tivi và bồ như cái smartphone vậy. Ở nhà thì ta dùng tivi, nhưng khi ra ngoài thì ta luôn xài smartphone. Thường thì mỗi ngày ta cũng thích thú xem tivi, nhưng phần nhiều thì ta thích chơi với cái smartphone hơn. Thật ra thì cái tivi tốt mà lại còn miễn phí, mua một lần xài trọn đời. À, còn cái smartphone dùng nhiều hao tiền nhiều, nếu ta không đóng phí thì bị cắt ngay. Cái tivi thường thì to cồng kềnh không thể mang vác theo người và theo thời gian cũng cũ xì. Còn cái smartphone thì nhỏ nhắn dễ thương, mỏng manh, dễ đổi mốt và mang theo mình được. Tiền chi tiêu cho cái tivi cũng nhẹ, có khi miễn phí, nhưng tiền chi tiêu cho cái smartphone thường tùy thuộc kiểu dáng và đời của smartphone. Ta luôn có cái remote điều khiển được cái tivi, còn cái smartphone thì không bao giờ. Nhưng điểm thú vị nhất của cái smartphone là được thông tin hai chiều là nghe và nói, còn điểm đáng tiếc nhất của cái TV thì chỉ có nghe mà thôi, muốn nói lại TV cũng không thèm nghe. Và lưu ý cuối cùng là cái TV không bao giờ bị virus, còn cái smartphone có thể lắm và có thể bị đánh cắp mất tiền nữa. Thôi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, như ông cũng dáng giữ cái TV đời cũ, xài suốt đời cháu à. Cháu còn trẻ muốn sử dụng cái nào thì tùy cháu. Chàng trai đến nhà gặp bố vợ tương lai. Ông bố nhấp một ngụm trà rồi nghiêm nghị hỏi. Nếu trên đường đi anh thấy hai cái túi, một cái đựng trí khôn và một cái đựng tiền, anh sẽ lấy cái nào? Dạ, cháu lấy túi tiền. Ông bố chép miệng. Biết ngay mà, bọn trẻ các anh giờ lúc nào cũng tiền tiền. Là tôi thì tôi sẽ chọn trí khôn. Chàng trai lễ phép thưa. Dạ, cháu nghĩ là ai thiếu thứ gì thì lấy thứ đó thôi ạ.